Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News được công bố ngày 1 tháng 9, cựu Tổng thống Trump khẳng định ông có đầy đủ quyền để can thiệp cuộc bầu cử năm 2020 giữa lúc đối mặt cáo buộc lật ngược kết quả. Ông nói rằng, thật lạ khi một người bị truy tố vì can thiệp bầu cử trong lúc bản thân họ có mọi quyền để làm điều đó. Nhưng tỷ lệ ủng hộ vẫn tăng lên sau khi bị truy tố, trong khi kết quả thăm dò thường đi xuống khi điều này xảy ra. Cựu Tổng thống Mỹ tỏ ra ngạc nhiên khi cáo trạng liên bang nhắm vào ông dường như càng giúp tăng tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò, bởi ông cho rằng những người ủng hộ đã không tin những cáo buộc đó ngay từ đầu. Hiện nay, ông Donald Trump đang đối mặt với cáo buộc ngăn cản hội chứng chứng nhận chiến thắng của ông Joe Biden và tước đi quyền bầu cử công bằng của cử tri. Trong cáo trạng được sửa đổi tháng trước, ông Trump bị cáo buộc cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 một cách bất hợp pháp. Giới chức Mỹ cho biết những tuyên bố sai sự thật của ông Trump như cuộc bầu cử bị đánh cắp dường như cũng là lý do châm ngòi dẫn đến cuộc bạo loạn đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cựu Tổng thống Mỹ cũng bị cáo buộc can thiệp bầu cử ở hạt Fulton bang Georgia. Cuộc truy tố bị đình chỉ vô thời hạn do tòa phúc thẩm bang đang cân nhắc có nên loại công tố viên Fannie Willis khỏi vụ kiện hay không. Ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump chưa nói liệu ông có chấp nhận kết quả bầu cử nếu đối thủ Kamala Harris giành chiến thắng hay không. Sarafina Chitka, người phát ngôn chiến dịch của bà Harris cho rằng những bình luận mới nhất của ông Donald Trump cho thấy ông ấy tin mình đứng trên luật pháp. Ông Trump tuyên bố có mọi quyền để can thiệp cuộc bầu cử năm 2020. Ông ấy không có quyền đó. Ngày 2 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã lần đầu tiên cùng tham gia chiến dịch vận động tranh cử kể từ khi bà Harris trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới. Cuộc vận động được tiến hành tại bang chiến địa Pennsylvania với thông điệp mạnh mẽ gửi đến tầng lớp lao động. Bà Harris và ông Biden đã gặp các thành viên công đoàn tại thành phố Pittsburgh của bang Pennsylvania trước khi cùng đứng phát biểu trước khoảng 600 người ủng hộ. Trong bài phát biểu, ông Biden bày tỏ ủng hộ bà Harris và kêu gọi các cử tri bang Pennsylvania bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Tôi muốn nói rằng bà Kamala Harris là một người bạn đồng hành, một người bạn thực sự của tôi. Bà Kamala Harris có thể sẽ trở thành Tổng thống vĩ đại tiếp theo của Mỹ. Chúng ta đã đạt được nhiều tiến bộ. Bà Kamala Harris và tôi sẽ tiếp tục phát huy điều đó. Và bà Kamala Harris có thể làm được. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ bà Kamala Harris. Tôi hiểu bà Kamala Harris và tôi tin tưởng bà ấy. Tôi vô cùng tin tưởng. Vì vậy, quyết định đầu tiên tôi đưa ra trong cuộc bầu cử năm 2020 khi chọn người đồng hành cùng với tôi vào năm 2020 chính là bà Kamala Harris. Tôi xin hỏi các bạn đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Chúng ta đã sẵn sàng chiến thắng chưa? Chúng ta đã sẵn sàng bầu cho bà Kamala Harris tổng thống tiếp theo của Mỹ chưa? Các bạn đã sẵn sàng chạy đua để khiến ông Donald Trump thất bại một lần nữa chưa? Về phần mình, bà Harris ca ngợi ông Biden là một trong những vị tổng thống đem lại sự thay đổi lớn nhất cho nước Mỹ. Liên quan đến thương vụ tập đoàn Nippon Steel của Nhật Bản mua lại công ty US Steel của Mỹ, bà Harris tuyên bố không ủng hộ thương vụ này. Ngoài ra, bà Harris cũng cam kết xây dựng nền kinh tế có lợi cho tầng lớp lao động. Việc bà Harris xuất hiện chung với Tổng thống Biden tại bang Pennsylvania đã khởi động cho chặng đua nước rút khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Pennsylvania là một trong số ít bang sẽ quyết định kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Ngày 31 tháng 8 theo giờ địa phương, trên mạng xã hội X, bà Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Mỹ, đã đề cập tới đối thủ Donald Trump liên quan đến chuyến thăm Nghĩa trang Arlington, bang Virginia của ông Trump. Theo đó, bà Harris cho rằng ông Trump có hành vi thiếu tôn trọng đối với các liệt sĩ khi chụp ảnh tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, bất chấp quy định. Bà Harris chỉ trích ông Trump làm vậy chỉ vì chiêu trò chính trị. Trước đó, quân đội Mỹ cũng chỉ trích ông Trump thăm Nghĩa trang Quốc gia Arlington để làm hình ảnh. Sự việc này đã gây ra nhiều tranh cãi tại Mỹ trong những ngày qua, nhưng đây là lần đầu tiên bà Harris lên tiếng.
Bà Harris cho rằng người Mỹ cần thể hiện sự tôn trọng ở mức độ cao nhất tại những địa điểm như vậy. Trước làn sóng chỉ trích, ông Trump cho hay ông đã đến nghĩa trang quốc gia Arlington theo lời mời của gia đình 13 quân nhân thiệt mạng vì vụ đánh bom ở Kabul năm 2021. Sau khi đặt vòng hoa, các thân nhân muốn ông cùng chụp ảnh tại khu vực mộ. Tuy nhiên, theo quy định của Ban Quản lý Nghĩa trang quốc gia Arlington, thân nhân binh sĩ thiệt mạng không có thẩm quyền cho phép người khác chụp ảnh tại khu vực cấm. Mới đây, tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Georgetown, bang Pennsylvania, Mỹ, ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đã nói rằng bản thân ông vốn đã nổi tiếng và không cần làm gì để gây chú ý thêm nữa. Chỉ 11 tuần nữa thôi, chúng ta sẽ đánh bại bà Kamala Harris. Các bạn có tin vào điều đó không? Chắc chắn chúng ta sẽ giành chiến thắng. Ngày 31 tháng 8 theo giờ địa phương, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ, bà Kamala Harris, đã kêu gọi ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, tranh luận với bà trong điều kiện micro được mở xuyên suốt sự kiện tranh cử trên đài truyền hình ABC vào ngày 10 tháng 9 tới. Trên mạng xã hội X, bà Harris đã viết rằng, chúng ta đang tranh cử Tổng thống Mỹ, hãy tranh luận một cách minh bạch với một chiếc micro luôn bật. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã đưa ra thách thức này để tận dụng điểm yếu của ông Trump vì ông hay có phát biểu không phù hợp mỗi khi nóng nảy. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc tranh luận hồi tháng 6 với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, ông Trump nói ông thích micro luôn được bật và không thích micro của mình bị tắt tiếng. Trong khi đó, điều kiện micro luôn bật có thể đồng thời mang lại lợi ích hay gây tác động tiêu cực cho các ứng viên chính trị. Việc micro luôn bật có thể khiến các phát ngôn không phù hợp bị ghi nhận lại và có thể xảy ra tình trạng các ứng viên cướp mic, át lời nhau khi người kia đang nói. Trước đó, hãng tin AP đưa tin rằng đài truyền hình ABC quy định cuộc tranh luận của bà Harris và ông Trump vào tháng 9 sẽ không có khán giả, micro tắt khi các ứng viên không phát biểu và không cho phép ghi chú. Quy định này đã được đài ABC chia sẻ với đội ngũ của hai ứng viên. Cùng lúc đó, chiến dịch tranh cử của bà Harris đang vận động cho điều kiện micro được bật trong suốt quá trình tranh luận của các ứng viên, nỗ lực để cử tri có thể nghe thấy những phát ngôn khi không thể kiềm chế được của ông Trump.